Sau khi chính thức ly hôn với chồng doanh nhân, MC Mai Ngọc ổn định với cuộc sống độc thân tự do của mình. Tuy vậy, cô cũng thành thật chia sẻ rằng bản thân cũng muốn như bao người có gia đình nhỏ riêng mình và làm mẹ. Hậu ly hôn chồng thiếu gia sau 17 năm gắn bó, cuộc sống của MC Mai Ngọc được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Từng chia sẻ phương châm, nếu không thể có được thứ mình yêu, mong bạn hãy yêu những điều mình có. Nữ MC hiện đang tận hưởng sự độc thân một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất trong căn hộ của chính mình. Trên trang cá nhân, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ về việc tập gym, Pilates và chơi golf để nâng cấp bản thân và cải thiện đời sống tinh thần. Tại nhà, cô cũng tích cực kết nối với gia đình, tạo nên không gian ấm áp và healing sau những giờ làm việc căng thẳng. Những khoảnh khắc xung vầy cùng bà, mẹ và chị em trong căn hộ tự mua, cùng nhau ăn tối ấm áp và hạnh phúc luôn được Mai Ngọc tự hào chia sẻ. Mới đây, trong một bài phỏng vấn trên Thời báo VTV, nữ MC đã có những tâm sự về cuộc sống, công việc và mong muốn tương lai sau biến cố. Mai Ngọc giải bày, công việc đến thời điểm này đối với tôi là ổn rồi, tôi mong muốn được giống như mọi người, có một gia đình ổn định, trở thành người mẹ, đã đến lúc tôi cần có cuộc sống an yên và hạnh phúc. Cô cũng khẳng định ước mơ công việc và gia đình là những điều mình trân trọng nhất trong cuộc sống, vì đó là những thứ luôn ở cạnh mình. Sau khi trải qua biến cố nhất định, tôi muốn truyền tải đến tất cả phụ nữ xung quanh mình, hãy luôn nhớ ước mơ và công việc của mình là gì, đừng bao giờ từ bỏ nó. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, thì mình vẫn luôn còn ước mơ và một nơi để trở về, nữ MC nói thêm. MC Mai Ngọc tiết lộ những quan điểm về phụ nữ đáng chú ý. Cô cho biết mình luôn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ độc lập, chủ động và tự tin. Từ khi tốt nghiệp đại học và đi làm rồi kinh doanh, Mai Ngọc luôn theo đuổi điều này. Bởi lẽ cô tin rằng nếu thích một bộ váy hay một thỏi son thì tự bản thân mua được là điều tuyệt vời. Phụ nữ nhẹ nhàng cũng được, táo bạo cũng được, mạnh mẽ cũng được, miễn sao mình có thể làm điều mình thích. Không cần nắng mình trong hình ảnh của bất kỳ ai. Mọi người thường nghĩ rằng phụ nữ nên yếu đuối một chút hoặc nên tìm một bờ vai để dựa vào. Điều đó sẽ rất tốt, nhưng trong cuộc sống đâu phải ai cũng có thể dựa vào một bờ vai nào đó. Thế nên trước hết, hãy là chỗ dựa cho chính mình, chỗ dựa cho những người thân xung quanh mình. Rồi ai cũng sẽ gặp được một người mình không cần dựa vào nhưng có thể là tri kỷ, là người chia sẻ và đồng hành. Mai Ngọc trả lòng. Ngoài ra, sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với doanh nhân Hoài Nam, MC Mai Ngọc liên tục cập nhật hình ảnh đời thường kèm những chia sẻ tích cực về cuộc sống. Có ai mà cứ buồn mãi một chuyện đã cũ? Cùng cố gắng nha các cô gái. Dù là U30, U40 hay cả U50, lớn tuổi với thế giới, nhưng vẫn luôn là những cô gái bé bỏng của bố mẹ, của những người thân yêu xung quanh, và sẽ luôn có cơ hội mới cho chúng ta là ngày mai, Mai Ngọc chia sẻ. Hay cô viết, ăn đầy đủ vào mỗi sáng, trong phòng luôn cắm hoa tươi, thỉnh thoảng mua cho mình một món quà. Cuộc sống nên là thứ bạn cần, là thứ bạn muốn, cũng là thứ thực sự thuộc về bạn. Những thứ đó không nhiều, nhưng nhất định phải tốt. Có thể thấy MC Mai Ngọc bình thản đối diện với câu chuyện đời tư, đồng thời cô vẫn tích cực làm việc, chơi thể thao, tập trung kinh doanh. Ngày 1 tháng 4, MC Mai Ngọc thông báo cô và doanh nhân Hoài Nam chia tay sau 17 năm gắn bó. Cặp đôi chính thức đường ai nấy đi từ năm 2023. Theo Mai Ngọc, cô và chồng chấm dứt nhẹ nhàng vì không có tài sản chung, không có con chung và không có bất cứ điều gì ràng buộc.